Rồi này giống mình ủ cũng được một đêm rồi nha các bạn. Hôm qua mình trộn với trộn thuốc ngày hôm qua đó các bạn. Giờ thấy nó lên cũng đỡ nè. Này vừa xả máy luôn. Tại giống này nó lên không có đều các bạn, phải lên đều nó lên thấy đẹp lắm. Rồi tới luôn rồi các bạn ơi, mới được một đêm ha. Mới được một đêm mà trời chứ mưa vậy nè các bạn. Quá trời luôn rồi. Rồi bữa nay là xịt mầm nha các bạn. Xả được bữa nay nữa 2 đêm rồi nha mọi người. 2 đêm mà hôm qua gặp đám mưa quá trời luôn. Mưa mà dập mà thấy còn lên đỡ nha mọi người. Trắng trắng hết trơn. Quá trời khí lửa. Rồi lúa mình bữa nay nó được 5 đêm rồi nha các bạn. Còn mấy cái chủng chủng cũng lên nhưng mà nó hơi yếu hơi thưa. Năm thế mà lúa gì nè cũng được, ngày nào cũng bị mưa hết trơn các bạn ơi. Rồi lúa mình này xả xong rồi 7 đêm mới bơm nước vô nè các bạn. Quá trời xả 25 kg mà nó thưa vậy nè các bạn. À, 7 đêm mà mưa dập đâu hết 6 đêm rồi các bạn. Nói chung là mưa có ban ngày có ban đêm có ha. Mới bơm nước lên với ngay nha mọi người. Này chắc chiều thì xịt thuốc ốc luôn ha. Quá trời luôn trên này nè. Thưa rộng luôn. Xả máy. Xả máy một đêm gặp mưa. Cũng được, lên được gì cũng đỡ bạn ơi, bên kia người ta xả sao 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 có ngại mà đang gặp đen khui kìa. Rồi lúa mình bữa nay thì được 8 đêm rồi nha các bạn. Hiện tại thì đang xịt thuốc ốc nha mọi người. Xịt 3.6 các bạn ơi. Xịt bằng bé rửa xe ha. Miếng này thì mình có sử dụng thuốc trộn giống Enderfy cộng với thuốc gì mình cũng quên nữa rồi. Công ty CBO. Thấy lúa lên cũng đỡ nha mọi người. Chủng nào lên cũng đẹp ha. Mấy chỗ này là chỗ chủng nữa rồi. Nói chung là bữa nào cũng gặp mưa chứ các bạn. Xả được một đêm không có không mưa là tới giờ là 8 đêm là 7 đêm nào cũng mưa hết trơn. Thịt này là 3.6 này chai 450 480 ml gì đó các bạn. Một chai 2 bình. Mm.
Các bạn xem bên kia hai ruộng, hai cái mẫu mà mình bên đây thì trộn gom cát nha mọi người. Mình gác thấy lên cũng được các bạn. Bên đây thì chọn mình trồng Alufi Antisilio á. Mình thấy lúa bên đây thì nó hơi thấp hơn chút xíu, nhưng mà cái màu lúa thì nó xanh hơn các bạn. Mình tí bạn biết là màu lúa xanh hơn. Được công tác. Bên đây là xạ tay nha mà, xạ tay mình ra giống dài hơn của mình, xạ một lượt một bữa mẫu ha. Mình xạ buổi chiều rồi, bên đây xạ buổi chiều luôn. Nói chung là thường các bạn để ý xạ tay lúc nào nó giống nó cũng mau lướt hơn. Mình xạ máy tại vì giống búp búp mình xạ thôi mà. Để dài quá mình không có xả máy được. Đây mình xả 25 kg nha, UE18. Bên đây cũng 25 kg, 27 kg gì nè. Nhưng mà được cái giống nó dài hơn. Liền có chết chủng. Tóc này cũng ít các bạn ơi, lây gai. Mình thấy lúa thưa thưa mình xịt đại ha. Xịt thuốc này thì nó chết luôn, mấy con gặp nước rồi chết luôn rồi. Với lại mấy sâu ống rồi nhỏ nhỏ nó cũng chết luôn, không biết nó có chưa mà chụp này cũng lừa luôn sâu ống đó rồi. Mười bảy đám mưa, tám đêm bảy đám mưa, lên đây chị cũng mừng ha. Mà đường nước giữa nữa rồi, mình gấp chết luôn nha mọi người. Này mấy cái đầu giạc này mình có gãy lót u ghê nha mọi người. Đầu giạc này tại nó hơi thấp á, gãy lót sơ sơ cho nó lướt lướt lên nè, mình bơm nước vô mình chụp mà gò. Còn nó cho gò gò này chỗ này rồi không có ha. Đây là không có lót. Hôm nay trời chuyển mưa chú thui các bạn. Miếng này lên nó đều dữ nữa các bạn. Miếng này gò ha, gò lên dữ lắm, lên hơi dày luôn các bạn. Miếng này khỏi dậm luôn. Này quay ngược nắng, không có nắng gì mấy, quay ngược sáng các bạn. Hơi tối nè. Miếng bên đây đã xả xa một đêm nữa rồi. Bên kia xả xa một đêm nữa. Xả xa một đêm nó gặp 7 đám mưa thì tính ra nó chết đâu gần 30-40% các bạn. Bên đó thì có trộn gom cát ha. Vây thì xa thấy gì chứ mà lại gần chết dữ lắm chết các bạn. Miếng đi xả xa một đêm nữa các bạn. Xả xa một đêm mà nó mưa 7 đám nó banh chành luôn. Mình xả bên đây là buổi chiều, bên đây tôi xả buổi sáng sớm xả gọi các bạn. Sáng sớm xả gọi bức cho đám mưa lớn ha. Nha, ốc rồi cũng nhiều.
Miếng của mình thì 3-4 đêm gì đó, mưa mưa nhiều thì mình có tạt thuốc ốc cho quanh đường mương nữa mà. Nghe đúng chết lấy gai đỡ rồi. 3-4 mẫu gì đây. Thì dòng nó cách bờ lại vì đất nó không bằng nhau mà. Bơm nước vô qua ha. Này một bình đi 2 gò các bạn. Đi 2 gò tính ra 20 mét á. Thôi giờ thuốc này nó xuống nước rồi nó tự nó chảy ra ha. Ra không cần sát miếng chi các bạn. Này mình quay chỗ chủng đầu giạc này các bạn. Chết ly gai, chỗ này mình đánh được nước cũng khô các bạn, ra nó chết thôi. Còn chỗ nào mình đánh được đường nước khô được á thì nó sống hết trơn. Nói chung thuốc này mình trồng giống vụ này mình thấy cũng hiệu quả nha các bạn. Chứ không phải là mình quảng cáo gì ha. Mình theo dõi từ lúc lúa xạ tới giờ là đâu 8 ngày các bạn. Thấy hiệu quả mình mới quay. Nói chung là bên công ty cũng có nói là thuốc này nó xanh các bạn. Nó xanh tới giai đoạn 10 mấy ngày luôn. Mình để xem mình không có bón lót luôn ha. Chỉ bón cái đầu giạc, cái bộ hổm có đầu giạc luôn. Để xem nó xanh được mấy ngày, vài bữa nó xem nó còn xanh hơn nữa không nha các bạn. Xài 3.6 này nè các bạn. Lúc trước thì xài B40. Còn giờ thấy nghe nói là thuốc này nó mạnh hơn B40 thì mình ra mình chuyển sang này luôn. Nào giờ cũng chưa xịt các bạn. Nè, chết ốc chết sâu luôn nha. Cá bọng là cũng ảnh hưởng luôn nhưng mà ruộng này làm gì có cá bọng gì đâu các bạn. Xịt bỏ luôn.